Giờ rồi. Trong tất cả các kế, kế quảng binh, kế đánh đông kích tây, kế lặn kế hợp, kế trái kế phải, kế đông kế tả kế hữu, tao sợ là kế toán tụi bay hiểu không? Gần tết tới nơi rồi mà tụi bay không có đưa tiền tao đi chìa quê ăn tết. Tao điện tụi bay nói tụi bay đi đẻ. Tao điện tụi bay nói là sếp chưa về, sếp đi họp. Điện là ỏi e, ỏi e. Còn 2, 3 bữa, 4, 5, 6 bữa nữa là Tết nhất tới nơi rồi. Ông Táo còn được về trời mà tao có được về quê đâu. Tụi bay thấy không? Đầu cổ tiêu con điên vậy nè. Tiền bạc không có. Rồi mùng 1 ăn gì, mùng 2 ăn gì, mùng 3 ăn cái gì. Khi tao đi làm tụi bay hối yêu lắm. Tụi bay hối cùng kiếp, alo alo, lên chưa, tao đi trễ 5-10 phút chữ không còn cái gì hết trơn trọi. Mà bây giờ tao làm xong, lương không chịu trả, bao nhiêu lâu rồi, trời ơi. Ngày mai đưa ông Táo về trời nè mà bây giờ chưa có lương, đầu cổ như một con điên như vậy. Rồi ăn cái gì mà sống, hả kế toán, có rất là nhiều kế tụi bay hiểu không, tao sợ là kế toán đó. Nè, có trả tiền hay không? 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 Kế toán, trả tiền tao về quê ăn Tết. Kế toán, trả tiền.